Cho nên mình hồi nãy là mình nói mặc y rồi phải không? Rồi tới ăn uống nè, bây giờ tới đổi chỗ ở nè. Lại nữa, hoặc có người ở chỗ rừng vắng sơn lâm dưới gốc cây, hoặc ở núi cao hay nơi đất trống, hoặc nơi gò mã, hoặc có thể biết thời. Người khác không biết như vậy, người kia nhân vì biết thời mà quý mình khinh người, đó không phải là pháp chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: ta không phải do sự biết thời này mà đoạn trừ được dâm nộ si. Hoặc có người nào đó không biết thời, nhưng người ấy thực hành như pháp, tùy pháp, thuận pháp, vân vân, cũng người đó được cúng dường cung kính. Như vậy vị này thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế. Chân đế là pháp chân thật. Còn cái pháp mà mình nương theo thế gian gọi là tục đế. Ví dụ như là mình nương theo pháp thế gian là làm cơm cúng cho người mất nè, rót trà rồi đó, cầm gấp đũa rồi gấp, đó là tục đế. Vì cái đó là cái văn hóa, cái truyền thống của người Việt Nam. Nhớ nghĩ tới ông bà ta cúng. Khi đạo Phật du nhập tới Việt Nam, mà đạo Phật cũng đề cao đạo hiếu và thấy được cái văn hóa cúng kính của người Việt cũng hay, cho nên đạo Phật hội nhập với cái văn hóa cúng đó và soạn ra những bài kinh để cho chúng ta cúng. Như vậy thì cái cúng đó, cái cúng cơm cho ông bà không phải của đạo Phật, mà nó là văn hóa của người Việt, người Á Đông. Mình nhớ nghĩ đến ông bà mình cúng. Nhưng mà đạo Phật cũng đề cao chữ hiếu và thấy cái văn hóa này được, đúng, cho nên phối hợp, dung nhiếp và làm cho cái văn hóa này giàu có lên. Mượn cái tục đế là cúng kính theo thế gian, tụng kinh, nói pháp cho người ta nghe trong khi người ta có đám tang, hữu sự, đó là chân đế. Thì khi mà mình, cái người mà dung nhiếp được như vậy thì người đó sống bằng cái chân đế. Cho nên quý vị thấy không, bên chuông bên mỏ, nhị đế dung thông mà, hai bình bông, hai dĩa trái cây, cái gì cũng đi đôi. Đó là chân đế, tục đế, hay nói cách khác là thế gian và xuất thế gian lúc nào cũng dung nhiếp. Nhị đế phải dung thông, mình mới có thể đưa cái pháp đi xa được. Cho nên á, đạo Chúa, đạo Tin Lành, đạo gì, khi ông bà mất cũng để tang. Vì cái để tang nó không thuộc của đạo Phật. Nó nói lên cái sự hiếu kính của mình đối với cha mẹ khi cha mẹ mất. Anh đạo gì, cha mẹ nói không, tôi đạo này tôi không để tang. Vậy anh không có cha mẹ. Đó là cái văn hóa của người Việt mà. Nhưng mà đạo Phật á, là hễ đến quốc gia nào là đạo Phật ôm được cái truyền thống của quốc gia đó và làm cho cái truyền thống nó đẹp lên nữa bằng cái ý nghĩa của họ. Thì các vị này á, ở nơi sơn lâm, ở dưới gốc cây, hoặc núi cao hay đất trống hay gò mã, thưa đại chúng, các vị này đó là các vị sống theo khổ hạnh. Nói theo người xưa là đầu đà, hạnh đầu đà, hay là khổ hạnh, hay là A Lan Nhã. Hạnh A Lan Nhã nghĩa là những người sống ở gò mã, ngủ ở gò mã, ngủ ở gốc cây, mặc y phấn tảo, đi khất thực, chứ không có ở trong chòi am, ở gò mã, ở những chỗ gốc cây bên đường. Không có chòi luôn, không có am gì hết, không có chòi am cốc gì hết á. Đó, tất cả những cái hạnh mà nãy giờ mình nói đó, y ăn ngày một bữa rồi đi khất thực, mặc y phấn tảo, rồi bây giờ ở tới gốc cây sơn lâm gò mã gì đây, tất cả những cái đó là hạnh của người tu đầu đà khổ hạnh. Ngày xưa đệ tử Phật là Ngài Ca Diếp là số một ví dụ này nè. Ngài Ca Diếp là khổ hạnh bậc nhất nè, đầu đà bậc nhất. Xin thức ăn của người nghèo á, không bao giờ xin của người giàu, chỉ xin của người nghèo thôi. Mà có một lần mà Ngài xin của một bà già nghèo, mà cái chén nước mà nó bả đi trút vô từ những cái tô mì của người khác đó, mà nó thiêu lên rồi mà Ngài vẫn xin. Rồi các vị mấy bà già mới nói tôi nghèo quá mà thầy xin cái gì. Nói tôi không có phải tôi xin cái món ăn của bà đó, tôi xin cái nghèo của bà đó. Tại vì Ngài Ca Diếp quan niệm rằng đời trước không bố thí, không làm lành, cho đời đời rơi vào cái cảnh khổ, đói.
phải tập cho người ta bố thí, phải xin bà này đi để bà cho đi, để bà được cái phước đó. Và bây giờ cái người nào mà sống được cái hạnh như vậy cũng không nên miệt thị người khác, coi mình là quý. Lại nữa, hoặc có người được sơ thiền, người kia nhân vì được sơ thiền mà quý mình khinh người, đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: về sơ thiền, Đức Thế Tôn nói vô lượng chủng loại, nếu có kế chấp thì gọi là ái. Vậy do đó người ấy được cung kính cúng dường. Ở đây là Phật nói, bây giờ ta hồi nãy là mình nói tới những cái đời sống, như là từ những cái người sanh ra quý tộc, cho đến những người mà học giỏi thông minh, cho đến những người thuộc kinh, cho đến những người quen biết với những cái quan chức vân vân, thậm chí cho đời sống của mình là ăn ở đâu, ngủ ở đâu, mặc cái gì vân vân. Bây giờ Phật nói luôn đến những cái quả vị mình tu chứng, thậm chí những người mà chứng được sơ thiền. Thiền nó có bốn cái quả vị mình chứng. Người chứng sơ thiền là do tu cái gì mà chứng được sơ thiền? Người này ly dục, lìa được những ham muốn, ly ác pháp, ly bất thiện pháp. Người này có tầm, có tứ. Tầm là tìm, tứ là trú vô đó. Ví dụ như mình tìm cho mình một pháp môn tu, à bây giờ niệm Phật tôi tìm được cái pháp môn rồi đó. Bây giờ tôi tứ pháp môn là gì? Tôi chú tâm, tôi niệm Phật, tôi không có để cho tạp loạn. Nói một cách khác, người chứng sơ thiền là những người lìa bỏ được những cái vui thú tầm thường của thế gian. Cái quả vị này gọi là ly sinh hỷ lạc. Lìa bỏ được là chứng được sơ thiền. Bây giờ anh có chứng được sơ thiền đi nữa thì anh cũng không có cho mình là số một. Thậm chí cho người chứng tới nhị thiền, tam thiền. Thưa đại chúng á, cái người mà sơ thiền là cái người lìa bỏ những cái bất thiện. Cái người chứng nhị thiền á, là người này đã có được một cái định để sinh ra cái hỷ lạc. Có nhiều khi mình nghĩ mình đi ra, mình đi chơi, gặp bạn bè uống cà phê mới vui. Nhưng có những ngày mình ở nhà, mình ra ngoài cái phía sau nhà của mình, mình ngồi, mình ngắm hoa, mình nghe chim hót, mình tĩnh lặng mà mình lại thấy vui. Cái vị nào mà có được cái giây phút đó đó, là mình nhớ là mình ném được một chút của nhị thiền rồi đó nha. Còn ví dụ như hồi đó mình tuần nào bạn cũng rủ, tuần nào bạn cũng réo, cho nên mình đi nhiều xin hỷ lạc. Bây giờ mình cảm thấy những cái chỗ đó mình không hạp nữa, mình lìa được những cái ồn náo không cần thiết đó, mình lìa được những cái nơi rượu chè, những nơi cờ bạc, những nơi sùm đó, ly xin hỷ lạc, ném được chút sơ sơ của cái gọi là gì? Sơ thiền. Lìa thôi là đã khỏe rồi. Hồi đó là chú nào mà ghiền thuốc đó, mà bây giờ lớn tuổi thì thấy thôi, hút cũng mấy chục năm rồi cũng chẳng lợi gì, phổi cũng nám khá khá rồi, tiền thì cũng mất mớ rồi, tay chân giờ cũng đen đen mấy cái đầu tay rồi, thí dụ vậy, bỏ đi. Mà bỏ cái đó là sơ thiền rồi, ly sinh hỷ lạc. Rồi giờ ở nhà đâu có làm gì đâu, đi làm về rồi quét nhà, phụ nấu ăn, rửa chén, đồ bình thường vậy à. Định sinh hỷ lạc, không có gì không có gì rầm rộ hết. Định sinh hỷ lạc. Nói vậy cho mấy chú thấy là mình chứng được mấy thiền rồi đó nha. Cái thứ ba gọi là gì? Ly hỷ diệu lạc. Ồ, bây giờ mình lìa những cái niềm vui mà nó thô rồi, có được cái niềm vui vắng lặng, tĩnh lặng, mà niềm vui này vi tế lắm. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ có nhiều khi tối Pháp Hòa đọc kinh trong phòng, tự nhiên cái mình vỡ lẽ một cái lý kinh nào đó, trời ơi, mình vui đến mức độ là mình đứng dậy. Mà thường Pháp Hòa vui Pháp Hòa không ngồi được nữa.
Pháp Hòa đứng dậy, đứng dậy cái Pháp Hòa đi ngang cái chỗ tủ Pháp Hòa hay đi tới luôn có mấy hình Phật đứng xá, rồi thậm chí thắp khúc nhang trầm lên, phút thấp nhang trầm lên, rồi cái mình vui thì tới lui vậy. Thì Pháp Hòa nói vậy để mình nói được cái chỗ gọi là có gì vui đâu mà đặc biệt đâu, cái đó gọi là gì, ly hỷ. Mình lìa được những cái lúc mình ngồi nói chuyện vui, nói những câu chuyện tiếu lâm mà vui cười đó là chuyện thường. Bây giờ không ai nói gì hết, mình chỉ đọc được một bài kinh, mình hiểu được cái chỗ đó thôi, thì tự nhiên mình có một niềm vui không diễn tả được. Pháp Hòa nói ví dụ để cho đại chúng hiểu cái gì gọi là ly hỷ, có được cái diệu lạc. Diệu lạc là cái niềm vui vi diệu lắm, nó vi tế lắm, nó không phải là những cái mà cười ha hả, nói những câu chuyện tiếu nữa, mà chỉ nhiều khi đọc một câu kinh mà mình vỡ được cái ý gì đó. Thậm chí có nhiều lúc đó, mình ôm một cái đau khổ nào đó mà một bài pháp của vị thầy đó đã giúp cho mình dục được cái đau khổ đó xuống, tâm mình nhẹ ngàn cân. Cái đó gọi là gì? Cái đó cũng có thể gọi là ly hỷ diệu lạc. Hoặc là có thể gọi là gì? Mình ly sinh hỷ lạc, bỏ được cái kia ra thì tự nhiên mình có cái niềm vui. Thật ra cái chỗ tu chứng này nó vi diệu mà nó sâu xa lắm. Pháp Hòa không nói cái chỗ đó, tại mình nói ra mình không thấy, chắc tôi nhớ không nổi đâu. Pháp Hòa không nói đó, Pháp Hòa nói cái đơn giản quý vị đang sống trong đời sống hàng ngày này. Có bao giờ mình có được cái định sinh hỷ lạc không? Có chứ. Tĩnh lặng mà tự nhiên vui. Gia đình mình á, ngày gây gỗ cũng tám giác, tự nhiên sao bữa nay ai cũng hiền lành, cũng gây vậy đó, lạc không? Lạc quá. Tôi không cần gì, tôi chỉ cần này nè, tôi cần định sinh hỷ lạc nè. Người mà có vắng lặng thì không có ồn não, mà không ồn não thì cái suy nghĩ của mình nó có tĩnh lặng hơn. Người mà suy nghĩ bồng bột, không có cái sự suy nghĩ chín chắn thì hay phản ứng lắm. Ta nói gì chưa có suy nghĩ gì hết là đã phản ứng, nổ lên rồi thì làm sao gia đình nó yên nổi. Cho nên thật ra cái pháp tu này là người ta tu kỹ lắm à. Nào là xả thọ, xả lạc gì đó, mấy cái đó ai ngồi thiền ta mới chứng được. Còn giờ Pháp Hòa nói ở một cái hình thức khác để đại chúng dễ nhận ra. Ly sinh hỷ lạc, cái gì nữa? Định sinh hỷ lạc. Cái thứ ba là ly hỷ diệu lạc, là tam thiền đấy. Cái thứ tư là gì? Xả niệm thanh tịnh. Xả niệm thanh tịnh là chứng tứ thiền đó. Không? Xả niệm thanh tịnh là gì? Là tất cả những cái pháp mà mình tu để mình xả cũng không còn dính nữa. Nói cách khác là cái việc nó đến, mình nghe, mình thấy, mình biết mà không có gì phiền não hết. Chứng tứ thiền. Cho dù bây giờ mình có chứng được những quả thiền đó thì mình cũng đừng nghĩ rằng mình là số một. Đó. Trong này Phật nói nè, lại nữa hoặc có người được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cho đến khi họ nhập vào những cái định như là không xứ, thức xứ, vô sở hữu xứ, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, phi tưởng xứ gì đó. Bốn loại định đó. Cái này thường thường ta hay kêu một danh từ chung là tứ thiền bát định đó. Tứ thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi bát định là thêm bốn cái nữa. Thật ra hồi nãy bốn cái trên đó là cũng bốn thứ định rồi đó. Ly hỷ diệu lạc nè, định sinh hỷ lạc nè, không gọi gì, ly sinh hỷ lạc, định sinh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc, xả niệm thanh tịnh cũng là bốn thứ thiền rồi. Giờ thêm bốn thứ nữa là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ gì đó. Thì cái đó người chung là tám bát định, là tám cái thứ định do mình tu tập mà ra. Thì cái người mà có như thế cũng không nghĩ mình là số một. Các người hãy nhận biết pháp chân nhân và pháp không phải chân nhân. Sau khi biết được pháp thượng nhân và pháp không phải chân nhân rồi, hãy dứt bỏ pháp không phải chân nhân
và hãy học pháp chân nhân. Thì hồi nãy Pháp Hòa thưa đại chúng là cái gì nó cũng có cái pháp của nó. Ví dụ như là cây nhang thì cái pháp của nó là thắp nhang. Bây giờ mình muốn thắp cây nhang là phải có lửa. Mà nếu như á mình cầm cây nhang cúng Phật lên, mình bật lửa rồi là mình lấy cái tay mình quạt cây nhang chứ không lấy miệng thổi. Tại vì sao? Vì cái miệng mình cúng hương cho Phật, nghĩa là bằng cái tâm mình muốn cúng cái hương mà thơm mà. Cho nên hương mà có cháy thì lấy cái tay quạt cho nó tắt chứ không dùng miệng thổi. Tại vì mình dùng cái miệng mình thổi, cái miệng mình nó không đủ sạch. Cái hơi miệng mình không đủ sạch để làm cái hương này nó thanh tịnh, nó trong sạch một cách gọi là hết sức cố gắng của mình. Dĩ nhiên dù mình không thổi nó cũng chẳng có sạch 100%. Nhưng ở trong cái pháp nào mình có thể làm được. Ví dụ như trên quá trình, trong quá trình mà người ta nắng thành cây nhang, người ta phơi cây nhang, người ta chuyển nhang đi, người ta có ngồi trên đó không? Ta có đạp trên đó không? Sao mình biết? Nhưng khi cây nhang nó lọt vô tay mình rồi thì mình hãy vận dụng những cái gì mình có khả năng cung kính nhất của mình bằng cách là cầm cây nhang trân trọng, bật cái lửa lên trân trọng và quạt cây nhang chứ không thổi cây nhang. Rồi mình cầm cái hương phải cao hơn cái lưng quần của mình. Có nhiều khi thắp cái hương bằng Phật xong rồi cỏ sao ba cây cái mình thắp lè phè dưới mình đi cà quơ vậy nè. Phải không? Những cái hương dư lại đó phải cầm cao lên. Rồi mình đi thẳng vô trong đó mình cúng chứ không có đưa xuống cái lưng quần của mình. Có nhiều khi mình thói quen á, đi cái tay mình phải thòng xuống em thả cái tay cái nhang nằm như này. Đi cà quơ vậy. Thật đấy là khi mình cầm cái hương lên, thắp Phật xong rồi những cây hương dư lại cầm cao vậy nè. Đi thẳng ra sao? Trong khi thắp cây hương, cho dù gặp ông thầy cũng không có xá ông thầy nữa. Chỉ cần gật đầu một cái vậy được rồi. Tại mình đang cúng hương mà. Tự nhiên đang cầm cái bó hương về gặp ông thầy. Thầy mới tới. Rồi cái bắt đầu cúng mới vừa được hai ba cái. Ở chị mới tới hả chị? Thấy không? Thật ra cái gì nó cũng có cái pháp của nó. Ở đây Pháp Hòa nói về phương diện mình hành xử. Còn mình muốn tu tập cũng vậy. Mình nói đâu ai cấm đâu. Nhưng mà nó có cái pháp nói. Cái pháp nào mình ứng dụng để mình nói năng, thì để cho trở thành một người nói năng có chân nhân. Ngoài đời mình nói mà không được dễ thương, ta kêu không có duyên. Phải không? Mà thậm chí quý vị thấy ông bà Việt Nam mình, đến nỗi khi mà cúng đầy tháng thôi nôi cho đứa con cháu mình, hễ nó là con gái thì phải cúng chè xơ nước, nó là con trai phải cúng chè đậu trắng. Tại sao? Tại quan niệm của người xưa là chè đậu là vì nó là con trai, lớn lên nó học hành thi đâu đậu đó, thành đậu gọi là đỗ đạt của nó. Còn con gái là phải có duyên có dùng, cho nên mới cúng chè xơ nước. Cái ý của người xưa là vậy mà. Mà phải, mà cái đó có chân lý không? Không có chân lý vậy đó. Nhưng mà cái đó là cái pháp mà người ta cố gắng, người ta làm để ta nói lên một cái ý nghĩa. Thôi nôi là một mâm cho nó bốc. Bốc gì cái đó nó làm đó. Tay nó có bốc gì đâu, mà nó cũng làm rần rần. Nhưng mà Pháp Hòa nói như vậy là đại chúng thấy là trên cái thế gian này cái gì nó có cái pháp của nó. Nhưng mà mình phải biết cái pháp nào để nó làm nên cái pháp nào. Cái pháp này nó đưa lên một con người chân nhân, pháp kia đưa lên một con người không phải chân nhân. Và thậm chí mình sống bằng cái pháp đó riết, người ta gặp mình người ta điểm nguyệt liền, ta nói liền, ta đoán mình. Cho nên có nhiều người á, chư Phật á, do tu mà được hồng danh, còn mình là do cái tật mà được biệt danh. Thí dụ như Phật, vị Phật đó đó, sống luôn luôn là bình đẳng. Thí dụ vậy đi, cái được gọi là Phật bình đẳng. Nhưng mà mình nó có cái tật say xỉn tối ngày, được biệt danh là năm xỉn. Thấy không? Thí dụ người kia là không bao giờ nói cái gì mà hứa cái gì mà làm hết trơn á, làm riết cái ta đặt mình hai lèo. Thí dụ vậy. Kiến môn cải bướng,
có thể ta kêu ba bướm thấy gì đó. Cho nên Pháp Hòa hay nói đùa, các vị Phật Bồ Tát do tu hạnh lành mà được hồng danh. Cho nên mình có cái pháp gọi là hồng danh sám hối đó. Thế nào là hồng danh? Chữ hồng là lớn. Những cái danh hiệu của chư Phật này, khi chúng ta xưng dương lên, nó có một cái gì nó to cao lớn, nó rộng đẹp để mình nương theo, gọi là hồng danh. Còn mình sống sao? Hồi chết danh, ố danh, rồi gì nữa, biệt danh. Còn nếu mà người nào khác khác chút là thanh danh. Thanh danh là gì? Cái danh nó trong sáng. Mà ngược lại với thanh danh là ố danh. Có khi làm riết là mất danh luôn, không còn danh gì. Thí dụ vậy. Cho nên tất cả những cái gì mà do chúng ta ứng xử trong đời sống, nó sẽ đưa mình đi tới đó. Vì vậy cho nên các vị ngày xưa, mặc dù mình biết cái chiếc áo nó không làm nên người tu, nhưng mà chính chiếc áo đó nó bảo hộ cho người tu. Bây giờ người tu mà không thích mặc áo tu thì lấy gì tu? Mà đơn giản nhất là cái áo mà anh không mặc được thì anh làm sao anh làm người tu? Cho nên năm cái việc mà người tu cần có, thì trong đó anh phát tâm đi tu vì anh thích cái pháp phục. Nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố. Một là phát tâm xuất gia là vì cảm bội Phật Pháp. Nhị giả quỷ kỳ hình hảo ứng pháp phục cố. Thứ hai, bỏ tục đi tu là vì thích cái pháp phục này, thích cái y pháp của người tu này. Nhị giả phát tâm xuất gia, nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố, nhị giả hủy kỳ hình hảo ứng pháp phục cố. Hủy kỳ hình hảo là gì? Cạo tóc. Hồi xưa cô anh một bính, hai bính gì đó, giờ không còn bính nào hết. Hồi xưa mình ở ngoài đời mình chẻ tóc 73 rồi xì tón tén, mình nhuộm gì đó, khi mình đi tu là hủy cái hình đó. Hủy kỳ hình hảo ứng pháp phục cố. Tam giả cắt ái từ thân vi thích mà cố. Thứ ba, mình đi tu từ bỏ gia đình, từ bỏ người thân, vì mình không còn cái tâm niệm người thân kẻ sơ nữa, mà quán thấy tất cả bình đẳng. Tứ giả quỷ khí thân mạng tôn sùng đạo cố. Nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố. Nhì giả hủy kỳ hình hảo ứng pháp phục cố. Tam giả cắt ái từ thân vi thích mạc cố. Tứ giả quỷ khí thân mạng tôn sùng đạo cố. Có thể bỏ thân mạng này nếu cầu được chánh pháp. Ví dụ như trong kinh Pháp Hoa kể câu chuyện là ông vua đó giao hết ngôi báo, đánh trống lên, ai có thể dạy cho trẫm được cái pháp pháp tu. Thì có một người đó bắt cái người vua này phải làm ghế cho ổng ngồi, dạy cho ổng được cái pháp nhẫn nhục. Và người đi, ông vua mà bỏ tất cả để đi cầu cái pháp đó, sẵn sàng làm ghế cho người ta dạy, cho người ta ngồi để ta dạy đó, đó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Và cái người mà thử lòng của người, cái ông vua đó, chính là Đề Bà Đạt Đa. Thì Đức Phật nói, tuy Đề Bà Đạt Đa đã nhiều lần não hại, nhưng mà thật sự Đề Bà Đạt Đa đã là một cái người giúp cho ta thành tựu. Cho nên người mà chống mình á, chưa chắc là đã xấu. Vậy họ phải hy sinh dữ lắm, chấp nhận mọi tội lỗi, chấp nhận mọi phỉ báng để thành tựu cho mình mà. Và mình á, nếu mà mình vì cầu pháp mà mình phải chịu khổ cũng phải nên. Cho nên Phật nói đó, có bốn pháp mình phải làm nè. Một, chỗ nào mà cho mình ăn mà không cho mình tu là không nên ở. Chỗ nào cho mình tu mà không cho mình ăn, ráng ở. Chỗ nào cho mình chỉ cho, chỗ nào mà không cho mình ăn, không cho mình tu, giọt lẹ. Chỗ nào cho mình tu mà cho mình ăn nữa, ngu gì cũng ở. Phật giải, chỗ nào cho ăn mà không cho tu, không ở. Bởi vì ăn nuôi cái thân vì nhiêu chứ có tu hành gì.
Cho nên chỗ nào cho ăn cho tu không ở. Chỗ nào mà có tu mà thiếu ăn ráng ở. Cái đó là quỷ khí thân mạng tôn sùng đạo cố đó. Quý vị thấy tổ Huệ Khả chặt tay cầu pháp không? Thấy Đức Phật 6 năm khổ hạnh không? Tất cả những cái đó đều là quỷ khí thân mạng tôn sùng đạo cố hết. Thứ năm, người tu phải có chí cầu đại thừa vị độ nhân cố. Cầu cái pháp cao tột của chư Phật vì độ chúng sanh. Cho nên mà người nào mang cái tâm hạnh là cứu giúp mọi người trong khả năng của mình, đó là tinh thần đại thừa. Còn tự lo cho mình thì tinh thần của tiểu thừa. Thì cái chữ tiểu thừa nó không có khinh chê ai hết á. Chẳng qua là anh ở vị trí nào thì gọi anh tên đó thôi. Giờ tôi chỉ lo thân tôi thôi, tôi không biết lo cho ai hết. Thì gọi là tiểu. Phát tâm rộng lớn chút, giúp đỡ cho mọi người, cứu giúp mọi người là đại. Thế thôi. Chứ mình đâu có ý khinh thường anh là tiểu là nhỏ, tôi là đại là lớn, không có cái ý đó. Cho nên ở trong kinh này á, Đức Phật nói có 10 cái pháp mà như ngày hôm qua giờ mình học. Từ cái đời sống của mình cho đến cái địa vị của mình, cho đến sự thông minh của mình, cho đến chỗ ở, chỗ ăn, cái mặt của mình, thậm chí những cái chứng quả của mình cũng không là gì hết. Và nếu mình đem những cái đó của mình có mà mình khinh thường người khác là không nên. Và trong 10 thứ phiền não căn bản, 5 cái căn bản bên trên này, 5 cái phiền não trên này là nặng nề nhất. Đó là tham, sân, si, mạn, nghi. Đây là 5 thứ. Tham, sân, si, mạn, nghi. Mạn là gì? Là khinh thường, ngạo mạn. Nghi là nghi ngờ đó. Tham, sân, si, mạn, nghi. Thì 5 cái này gọi là 5 thượng phần kiết sử. 5 cái phần trên của phiền não. Còn 5 cái phần dưới của phiền não gọi là 5 hạ phần kiết sử, là 5 cái thuộc về cái thấy của chúng ta. Kiến là cái thấy, một cái chữ chung thôi, mà kiến này nó chia ra nữa. Thấy lệch là biên kiến nè. Thấy lệch bên là gọi là biên kiến. Thấy sai quấy là tà kiến. Ví dụ như chụp hình không được chụp 3 người. Thờ Phật phải xây về hướng nào, niệm Phật phải xây về hướng nào, phải làm gì đó, đó là tà kiến hết. Mà người nào mà còn ôm tà kiến là người đó không đi đâu được xa hết trơn. Bởi vì làm gì cũng sợ hết. Cho nên Phật mới có người hỏi Phật ngày nào ngày tốt, tháng nào tháng tốt. Phật nói ngày nào mà suy nghĩ tốt, ý mình suy nghĩ tốt, miệng mình nói tốt, thân mình làm tốt, ngày đó ngày tốt. Ngày nào mình nghĩ xấu, nói xấu, làm xấu, ngày đó ngày xấu. Khỏi coi ngày. Cho nên trong chùa mình nếu làm, mình làm đúng Phật Pháp thì chẳng coi ngày, coi tuổi gì hết. Mình nếu mà việc đó mà quý vị để ý, có thiếu gì người ta cũng coi tuổi. Mà nó có hạp đâu. Phải không? Cũng coi tuổi dữ dội lắm đó, rồi có hợp ai đâu, rồi cũng sống phiền não khổ đau như thường, tại nó không hiểu nhau. Không phải cái hợp là do hợp hay không là do mình nữa. Hồi Pháp Hòa tới đây năm 2002 là chú Nguyên Thạnh đại diện chùa mời tới, em có bao giờ em nghĩ là em dính tới cái chùa này tới giờ này đâu đó. Chỉ nghĩ là một lần tới thôi, mà lúc đó gặp Tiến nè, trời, tóc dài dài, ông chụp hình, ông này mà ớn ớn. Tại vì hồi cái đầu mình hồi nhỏ là mình quan niệm làm sao? Tóc dài xăm mình là ớn lắm. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa cũng nói chuyện với các bậc cha mẹ và nói á, cái nhìn của mình á là biên kiến. Hay nói cách khác là cái thành kiến, mình thấy ai xăm mình là mình định nghĩa liền. Này du đảng á. Nhưng mà thật sự ra cái xăm mình của cái người hải ở nước ngoài, người ta suy nghĩ nó khác lắm. Xăm mình là một nghệ thuật. Nhưng mà tại vì nó là nghệ thuật cho nên nó xăm tá lả. Nó xăm từ trên mắt, trên môi nó xăm. Ở Việt Nam mình là thấy ai xăm mình là thuộc anh chị bự à. Phải không? Nó cái bao thuốc cấp tăng á. Hồi đó Việt Nam mình có thuốc cấp tăng á. Khác cấp tăng.
Hỏi là gì vậy? Con anh phá sản tại anh ngu. Con anh phá sản tại anh ngu là cấp tăng á. Nó xăm hận đời đen bạc, hận kẻ bạc tình. Mình thấy ta xăm mình là mình, ai con trai mà tóc dài là không được. Mà ngược lại, con gái mà mặc quần đùi xà lọn thuộc anh chị rồi. Qua đây chẳng qua là cái ăn mặc của người ta, chẳng qua cái nghệ thuật cái của người ta thôi. Thành ra mình ở quốc độ nào mình có một cái nhìn về cái việc đó. Rồi mình đem ôm nguyên một cái khối mình nhìn từ Việt Nam sang qua đây, rồi người nào mình cũng lăn một cái kính hết trơn. Thì mình làm khổ mình. Cái đó là một thứ kiến. Mà Phật gọi là biên kiến, là tà kiến, là kiến thủ, là mình chấp vào cái thấy của mình. Là giới cấm thủ, là mình định nghĩa cái này là phải như vậy chứ không làm hơn được. Ví dụ như mình nói người chết đã cúng ba chén cơm, để hai đôi đũa thôi, giữa ăn đôi, hai bên hai chiếc. Người nào mới chết đó, trong vòng 49 ngày cúng vậy đó. Hỏi tại sao cúng vậy? Giải thích. Cái người ở giữa ăn một đôi, người mới chết lúc nào đi về ăn cũng có hai người kèm theo, cho nên cúng hai chiếc để chi nó ăn cho chậm. Để nó không hối người thân mình đi về. Trời ơi, làm như mấy ông kem đó, rủi mà gặp kem Ấn Độ là nó bốc. Bộ đó dễ cho mình gạt sao? Để chiếc đũa, anh ăn chiếc đũa, tôi gấp không được, tôi bóc. Tôi bóc không được, tôi lấy nĩa tôi cầm. Mà cứ phải, cứ cái quan niệm, cái nghĩ của mình là người mới chết là đi có hai anh kèm theo. Mà ảnh mà kèm theo, ảnh ăn cúng ba chén. Vì vậy cho nên á, cúng cơm cho ba chén cơm á, cúng cho người chết ở chính giữa đó, phải đôn cơm khá khá một chút. Rồi hai người hai bên cúng ít ít một chút. Cúng ít nó ăn, nó tức, nó hối về còn lẹ đó. Đi đám tang không dám đi thẳng về nhà, đi lại cái cemetery ở trên đầu đường này mình hay đi nè. Xong rồi tấp vô cái park nào, mở cửa xe ra mời ma đi xuống, rồi mới dám về nhà. Nếu mà lái xe thẳng từ nhà hoàng mà về nhà là ma nó theo mình về nhà. Trời đất ơi, bây giờ đậu vô mà nói ma ơi mời đi xuống, nó không xuống mình làm gì nó. Rồi bây giờ ngược lại, nếu mà nó bước xuống nó cho mình thấy, mình dám đứng đó và lái xe về nữa không? Hay là mình đứt tim mình chết theo người ở ngoài bạn? Những cái đó đều là tà kiến, đều là kiến thủ kiến, những cái thấy mà. Cho nên Đức Phật nói, chỉ có khi nào chúng ta thấy trọn vẹn thì chúng ta mới hết khổ thôi. Mình thấy một cái người kia họ sao kỳ cục, tại mình không biết được đời sống của họ, họ có những đau khổ của quá khứ. Họ đã sống bằng một cái pháp như vậy lâu ngày cho nên họ mới hình thành một con người như vậy. Ví dụ như họ bị gạt quá trời, riết giờ họ sanh ra họ nghi. Chứ ông Tào Tháo mà ông nghi Hoa Đà không cho mổ cái đầu ổng cũng có lý do. Là vì hồi trước ổng cũng nghi người ta giết ổng đó. Người ta mài dao, người ta mổ heo, người ta mời ổng ăn, mà rốt cuộc ổng nghĩ người ta mài dao giết ổng, giết hết cả nhà người ta. Rồi sống bằng cái nghi đó riết, cho nên cuối cùng cuối đời của ông bệnh nhức đầu. Mà ông Hoa Đà đó là một ông thầy thuốc rất giỏi thời đó. Mổ đầu ổng ra, nạo cái não đó đi rồi sạch sẽ rồi gắn vô trở lại. Làm sao thời đó ông tin nổi là có một cái kỹ thuật như vậy, một cái y học như vậy. Không cho, nó mi muốn giết ta, mi giả bộ mi nói vậy để mi mổ cái đầu ta. Mổ đầu ra làm sao mà sống được. Cuối cùng chấp nhận, không cho mổ cái đầu. Ông Tào Tháo chết, chết vì cái bệnh nhức đầu là do nghi ông Hoa Đà không cho mình, không cứu được mình. Cho nên năm cái đó, đó tham sân si mạn nghi là năm cái kiết, năm cái phiền não ở phần đầu rất là trọng. Còn năm cái này nó vi tế lắm. Vì cái thấy đó, đó nó ngấm ngầm, nó từ từ mà nó khổ ghê gớm. Nó khổ hết một đời này, nó khổ sang đời sau, nó khổ một thế hệ, hai thế hệ.
chứ đâu phải bình thường. Nhất là những người ôm ấp tà kiến, là những cái thấy mà chữ tà đây là lệch lạc chứ không có gì hết, thấy mà lệch lạc đều gọi là tà kiến hết. Ví dụ như là quý vị nào mà thắp cây nhang, mà nếu cây nhang nó cong đó nha, trời Phật linh không, tôi thắp rồi. Trời ơi Phật có rảnh đâu mà ngồi đó nhang cong với nhang quẹo. Nếu mình thắp nhầm cái nhang mà nếu mà mình thật sự mình nghĩ là Phật chứng để trong bụng ấy, nói ra riết cái nó bắt đầu cứ thế mà nó thành ra một cái gì, một cái truyền thừa, và người ta nghĩ đó đạo Phật vậy đó, đạo Phật ở mấy cái nhang cong nè. Trời ơi cúng cơm mà cái gì nó khác khác cái đó, về ông linh đó, nó ăn. Rồi người ta sẽ nhìn vô đạo Phật, mà thật sự ra đạo Phật không phải cái đó. Đạo Phật là dạy cho mình cái pháp để mình sống chân đúng với cái pháp đó, để mình trở thành bậc chân nhân. Mà người chân nhân là nhờ có chân pháp chứ không phải cái pháp khác. Anh giỏi cỡ nào, thấy không? Đức Phật nói nè, anh giỏi cỡ nào mà anh coi thường người ta thôi là anh đã lệch rồi, là anh không phải chân nhân rồi. Còn anh không biết gì hết á, nhưng mà anh như pháp anh sống, anh tùy pháp anh sống, thuận pháp. Ví dụ như Pháp Hòa không ăn chiều, Pháp nói ví dụ vậy. Bây giờ Pháp Hòa tới đây quý vị đãi bữa cơm chiều, Pháp cũng ăn, nhưng mình ăn lấy hương lấy hoa cho đại chúng người ta vui. Chuyện mình ăn ít ăn nhiều mình biết, ta đâu có để ý đâu, miễn mình có ngồi ăn người ta vui rồi. Pháp Hòa gặp những bậc hòa thượng, các ngài ở chùa là không bao giờ ăn chiều, đại chúng chùa quý thầy không ăn, nhưng mà các ngài ra ngoài với mình á, mình ăn chiều các ngài vẫn ngồi ăn nhẹ nhàng, không có gì trở ngại. Món gì mình ăn được mình ăn, ăn không được không cần tuyên bố la làng gì hết trơn. Như sáng mà nói, thậm chí cuộc đời này có nhiều lúc á, nó khó nuốt lắm, giống như mình nuốt miếng khổ qua mà không phải cái món của mình vậy, mà nuốt ực một cái đi có chết ai đâu. Nhưng mà tại vì chẳng qua là mình không ăn được khổ qua thôi, ráng nuốt miếng nó rồi là nó xong rồi. Cuộc đời này có những lúc mình rơi vào những cái tình cảnh như vậy, giống như mình nuốt miếng khổ qua, miếng bánh gì mà mình không ưa vậy, ráng nuốt một cái là nó xong. Còn mình mà nhả ra rồi mình nói trời ơi trong này khó này, thấy không? Mà trong cái đó cả một nồi mình không thấy trân trọng, chỉ miếng mình không thích là mình la làng la sớm rồi. Thì ngay cái pháp đó là người ta nhìn vô, ta biết mình cái cách ứng xử của mình như thế nào. Cho nhiều khi cuộc đời sống của mình nó không có cái gì mà ghê gớm đặc biệt hết, đời sống rất bình thường. Nhưng mà trong cái bình thường đó chúng ta sống được những cái màu nhiệm đó, chúng ta phi thường lắm. Anh ăn không được miếng khổ qua, nhưng mà anh vẫn lỡ anh bỏ một miếng nhai rồi, anh vẫn nuốt miếng khổ qua để mọi việc nó em cho anh làm được ở đâu. Anh nuốt miếng khổ qua không hề chết, bằng chứng người ta ăn đâu có chết, chẳng qua là nó đắng quá đối với anh thôi, rác nuốt miếng đó vô. Rồi thế này chúng cuộc đời này mình phải nuốt như vậy nhiều lắm mới sống sót tới bây giờ nè, nhà mới cửa nó mới tới bây giờ nè, chứ thử mà bây giờ ăn gì cũng ưng là phun ra hết. Không có một món nào mà không ưng mình hết. Ví dụ như giờ ta đổ bánh bèo, ta để hành, mình không hành thì chết hành quá. Mình đâu phải vì miếng hành mà không ăn bánh bèo, đúng không? Thành thử ra cuộc sống nó nhẹ nhàng như vậy, thì đó là cái pháp tu, đó là cái cách sống của chúng ta. Thì cái pháp sống như vậy đó gọi là chân nhân, vì mình có chân pháp. Và chúng ta biết tùy pháp, thuận pháp, như pháp, và sống được với chân đế. Tất cả cái chúng ta đang làm là tục đế hết. Tấm Phật là tục đế, tụng kinh lấy chuông lấy mõ ra tụng là tục đế, cúng cơm cho người mất là tục đế, thờ hình thờ ấy tục đế hết. Nhưng mà trong tục đế đó chúng ta nói lên được đạo lý. Bây giờ mình không để bàn thờ ông bà, cất hình hết, hết đời mình con cháu chẳng biết cái ông đó là ai. Cho nên trong cái hình phải ghi chú. Ở nhà mình nếu có những bức hình ông bà tổ tiên phải ghi lại, ông này là tên gì. Nếu mình biết năm sinh năm mất ghi hết đời mình là con cháu nó dựa theo những cái đó mà nó duy trì. Thậm chí bây giờ đại chúng thấy á, một cái hình mình chụp á, mà mình không có ghi lại, 10 năm sau mình coi mình không nhớ là mình chụp cái hình này ở đâu. Nhiều khi 10 năm 15 năm chụp mà không nhớ đâu.
Tại vì mình không có ghi chú. Đó, bản thân mình thôi. Vì vậy thì người Việt Nam chúng ta để cái bàn thờ ông bà đó không hề mê tín gì cả. Nó là một pháp trong muôn ngàn thứ pháp. Cho nên á, cái ngày Tăng Triệu, ngày định nghĩa chữ chữ A Hàm như nãy qua nói. Pháp chân, pháp thật, pháp tục, pháp chân, hiền, ngu, thánh, phàm, nó đều chung vô một cái hàm hết. Tội phước gì nó nằm trong đó. Thì nó là pháp, nó là thắng pháp. Thắng pháp là vi diệu pháp. Mặc dù nó không có nói lên được, nó không có làm cho con người giải thoát, nhưng mà ở một cái pháp tương đối nào đó, nó vẫn giúp cho con người hướng thượng. Quý vị thấy tượng Phật không? Đâu phải là pháp tuyệt đối giải thoát đâu, nhưng mà ở tương đối, tượng Phật giúp cho con người hướng tâm, nghĩ thiện. Không ai mà thấy tượng Phật mà nghĩ bậy cả. Thấy Phật là miệng phải nói chữ Phật và tâm phải hướng Phật. Vậy thì tượng Phật là một biểu pháp. Cây bồ đề là một biểu pháp. Hoa sen là một biểu pháp của Phật. Chúng ta thấy được cái đó là chúng ta thấy chân pháp. Và sống được như vậy là sống với người chân nhân, sống bằng chân pháp. Thôi chúng ta nghĩ.